Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành AFK, và thuận theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay thì mình sẽ làm video đi chiến trường săn đuổi với cái team chính xác của mình là team hệ thiên thần, địa ngục, ác quỷ và không gian các bạn. Địa ngục với ác quỷ nó như nhau các bạn nha. Rồi, thì những con tướng mình sẽ add như sau. Đầu tiên sẽ là Lucretia, thứ hai sẽ là Yonrath, thứ ba sẽ là Motas, thứ tư sẽ là Song Sinh, thứ năm sẽ là Helios, thứ sáu các bạn mình sẽ add Ansema, thứ bảy thì mình sẽ add Abido để thi cặp Ansema, thứ tám thì mình sẽ add con Arthas, thứ chín thì mình có thể add giữa con Phượng với lại con Melin, nhưng mà mình lấy con Phượng nha các bạn. Mình có Phượng thức tỉnh thì mình lấy. Rồi tiếp tục thì mình sẽ lấy con Athalia. Thật sự thì cái chế độ này thì mình cũng chỉ mới có cơ bản thì mình cũng chỉ mới có chơi lại nha các bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì hiện tại đang là một bản meta, bản test, nên nó có rất là nhiều cái khác so với một số các bạn khác. Thì vừa chơi vừa test nha các bạn, vừa chơi vừa test. Ok, giờ chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ tấn công ải, lực chiến cực kỳ thấp. Mình thử để một con Ensema vào để gánh xem sao được mặt, hoặc một con Lucretia. Và mình nghĩ mình dùng con Ensema đi các bạn. Con này chuyên dùng thả vô đi map, và bet thì mình sẽ không cần nha. Giai đoạn đầu thì mình nghĩ là mình sẽ không cần bet các bạn. Tầm này giật phát là đi rồi. Bet làm gì cho mệt đúng không? Đầu tiên thì chúng ta cũng chiếm full mấy cái này để chúng ta nhận tinh chất và nhận đồ 7k mấy. Thì mình nghĩ chỉ cần bộ 3 này là có thể qua. Bộ 3 này hơi quá rồi. Bộ đôi này cũng qua được các bạn. Nhưng mà bên kia có con Nara với con Arthur. Hơi căng các bạn ha. Vậy thì hơi kỹ quá bạn. Mình sẽ test hai con trước nha. Bị mất sao rồi. Vẫn ăn được nhưng mà bị mất một tí sao các bạn. Này là trại cấp 2 các bạn nha, chỉ với hai con. Ok, team này thì win dễ dàng nè, với bộ đôi này mình win được. Sorry các bạn, đầu game mình quên add những con tướng farm trước ha. Đúng ra chúng ta chỉ add 4 con tướng, chúng ta farm xong rồi chúng ta mới thả full vào tướng các bạn. Mình quên mất cái vụ mà farm tướng giai đoạn đầu trận ha các bạn. Áp tướng không gian để farm thì nó sẽ ngon hơn. Này là lỗi của mình các bạn. Rồi, mình sẽ thử dùng cái cặp này để mình farm thử các bạn nha. Mình nghĩ là dư sức. Phượng thức tỉnh với Lucretia là farm chạy 2 đầu game là dư sức các bạn. Kể cả chạy 3 chúng ta còn farm được luôn, đừng nói chỉ chạy 2 các bạn. Ok, hôm nay mình lên video hơi trễ tại vì mình về quê các bạn nha. Rồi, bây giờ thì mình đang nối đường. Phía trước đều là bóng tối các bạn. Chúng ta xem map nè. Phía trước là nó bị khuất. Thì mình sẽ ăn trại này rồi mình sẽ nối vào đây các bạn. Nối vào rồi mình tấn công cái hang xương này. Sau đó thì mình sẽ đánh boss các bạn ha. Mình sẽ ăn mấy cái trại này trước. Đủ để chúng ta có thể tích food nha các bạn. Rồi, một con cày map thì mình dùng con Ensema. Một ai nữa là chúng ta sẽ full các bạn. Và cái người chơi hệ đặc biệt giống như mình, hệ đặc biệt này thì chúng ta sẽ không có phung phí food vào việc chúng ta
chúng ta nối đường mà foot thì sẽ được đa số là mình sẽ dùng để đánh bốt là chính các bạn, dùng để đánh bốt là chính. Và cái việc nối đường sẽ nhường lại cho những bạn bạn hệ khác các bạn, bạn sẽ nối đường, nếu mà bạn này biết chơi thì bạn sẽ nối đường sang mình, hoặc là mình có thể nhờ ở đây. Mình là không có xài foot nối đường các bạn nha. Ok, không biết là mấy bạn này biết chừng nào mới on các bạn, tại vì mình vừa mới mở thôi. Vừa mới mở thì cũng trễ rồi nên các bạn không có on. Thì các bạn sẽ nối đường sang cho mình rồi mình nối đường lên mấy cái chỗ bot này các bạn. Cũng như nối đường tới mấy cái ải đây, đường đi khá là xa. Giờ mà mình ở góc đó mình nối lên thì tốn rất là nhiều phút các bạn, nên mình sẽ chờ nha. Kiểu như mình sẽ chờ thời các bạn, chờ các bạn nối rồi mình sẽ theo. Rồi sau khi nối theo thăng bậc thì khi mà thăng được mỗi bậc á, khi mà thăng mỗi bậc các bạn thì chúng ta sẽ nhận được một cái quyền đánh bot, thì những bạn này sẽ nhường cái quyền đánh bot lại cho mình là ok. Đây là mấy trại mình mới nhặt level đầu. Kiểu vậy các bạn. Chúng ta up cái này lên xong rồi chúng ta sẽ thăng bậc, mỗi lần thăng bậc thì chúng ta sẽ nhận được đồ này. Rồi, khởi đầu như vậy thôi, tại vì mình là đam chủ lực đam bot, mình sẽ tích food. Mình không có lết sang đây các bạn, nếu mình lết sang chắc cũng được. Ăn được trại cấp 2, nhưng vậy nó sẽ khá là phí. Mình tạm thời mình ở yên một chỗ các bạn nha. Mình sẽ đam được nhưng mà tạm thời ở yên một chỗ, mình đánh nữa thì mình sẽ rất là hao food các bạn. Tạm thời mình sẽ tích food các bạn ha. Rồi. Thì cái chiến trường săn đuổi này nó cũng là một cái bản mới, bản beta đang thử nghiệm. Thì lần đầu tiên mình cũng đánh, nói chung là mình cũng đánh nhiều lần rồi nhưng mà không có đứng ở vai trò tướng thiên thần địa ngục ác quỷ các bạn. Mình chỉ đứng ở vai trò là các hệ còn lại, ví dụ như hệ thú, hệ ánh sáng, hệ sát và hệ rừng. Nay thì mình chơi cái này thì vừa test, vừa trải nghiệm, vừa kiểu như cùng các bạn tìm hiểu game luôn. Ok. Rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.